Một trẻ sơ sinh hơn 5 tháng tuổi đã tử vong tại một nhà trẻ không phép ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sự việc chỉ được phát hiện khi một người dân gần khu nghĩa trang nhận thấy sự bất thường tại đây và báo với cơ quan chức năng. Câu chuyện cũng làm gia tăng mối lo ngại về hàng loạt các nhà trẻ hoạt động không phép nhưng lại núp bóng xin tiền từ thiện đang tồn tại ở một số địa phương hiện nay. Bé Phạm Hải Toàn sinh ngày 9 tháng 8 năm 2015, tử vong khi đang được nuôi dưỡng tại thị xã Ngọc Tuyền, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay sau đó, người của thị xã đã đem bé ra khu nghĩa địa gần đó chôn cất. Chị Oanh, mẹ em bé xấu số, sau khi nghe được tin dữ đã tức tốc chạy từ Long An lên để thắp nén nhang cho con trai mình. Em muốn ông nội cái gì em mới cho tiền cô, mà em đâu có biết nó bệnh đâu. Ở tối ngày qua thì cô là báo là công an xuống rồi nói nó bị mất tiêu rồi. Em lại không có kịp. Em ở dưới Đồng Tháp mà không phải đâu đây đâu. Rồi em lên ở nhà trọ. Nên em cho nó đi rồi em đâu có biết nó bệnh hoạn gì đâu. Rồi thì cô thấy nó mất rồi đi kiếm nhà trọ. Em giờ nhà trọ mà không biết đường. Em đi kiếm nữa mà kiếm không thấy. Bà cô chùa ra bà bồng một đứa nhỏ vô ngồi trong cái bằng nước của tôi. Nhưng mà đứa nhỏ nó đã chết rồi. Rồi sau đó tôi biểu bà bồng ra ngoài chỗ địa tạng ngồi. Thì tăng lúc bà bồng ra đó thì bà mượn mấy đứa đi mua cái quách, tức là cái hòm á, về bỏ vô trong rồi đem ra chôn. Thế là tôi ra tôi chỉ cho bà một lô đất nhỏ chôn đứa bé. Tới 2:30 bà bỏ vô bà chôn. Mà con cũng có nhờ thầy tới cúng. Ngay trong sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành do bà Lê, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Tân Thành đã kiểm tra cơ sở nuôi trẻ này. Theo kết luận nhanh của đoàn thanh tra thì đây là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi không phép và không đủ điều kiện để nuôi dạy trẻ. Tất cả điều kiện vệ sinh, ăn ở đều không đảm bảo. Thứ nhất là cơ sở vật chất và nuôi trẻ thì không đảm bảo theo yêu cầu của cái quy định. Cái thứ hai cũng muốn biết được là nắm cái số trẻ này ở trong cái ở cơ sở nuôi trẻ và cái điều kiện chăm sóc trẻ như thế nào. Đó, và cái biện pháp xử lý là cũng như là qua nhiều lần đi kiểm tra thì có thể lần này là dứt điểm, coi như là không để cái tình trạng này tồn tại nuôi trẻ nữa. Có nghĩa là sau này những trẻ này sẽ đem đến những cơ sở thứ nhất là công lập nuôi có đủ điều kiện, thứ hai là cơ sở tôn giáo nào mà họ nuôi điều kiện tốt thì mình cho trẻ đến. Đến nay, cơ sở này đang nuôi dạy 27 trẻ em mồ côi cha mẹ. Tuy nhiên, chỉ có hai vú nuôi được thuê là những người dân địa phương. Đồ ăn, đường sữa, bánh kẹo vứt lăn lóc khắp nền nhà sơ bẩn. Những đống rau củ quả đã hư hỏng nặng này được biết sẽ đem đi chế biến làm đồ ăn cho các bé ở đây. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé này.